máy bay ném bom xuất kích, phóng tên lửa tấn công Kiev trong đêm. Giới chức Ukraine tuyên bố các lực lượng phòng không nước này đã được triển khai để đánh chặn tên lửa Nga tập kích thủ đô Kiev. Sergei Popko, người đứng đầu chính quyền quân sự thành phố Kiev, thông báo lực lượng Nga đã tiến hành cuộc tấn công phối hợp vào thủ đô Kiev của Ukraine trong đêm ngày 5 tháng 9, dạng sáng ngày 6 tháng 9, sử dụng tên lửa hành trình Kha-101, 555, 55 và tên lửa đạn đạo. Nga tiếp tục tiến hành một cuộc tấn công tên lửa vào một thành phố yên bình nhằm gây tổn thất cho dân thường và phá hủy cơ sở hạ tầng. Một lần nữa, cuộc tấn công này không đơn giản mà là cuộc tấn công phối hợp. Thông tin sơ bộ cho thấy máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS của Nga đã phóng các tên lửa hành trình Kha-101-555-55 -55 từ tỉnh Saratov. Cùng lúc đó, các loại tên lửa khác có thể là tên lửa đạn đạo đã được phóng qua Kiev, ông Popko xác nhận. Ông Popko tuyên bố lực lượng phòng không và khí tài của Ukraine đã bắn hạ toàn bộ tên lửa do Nga phóng về phía Kiev. Thông tin ban đầu cho thấy không có tổn thất về người hay thiệt hại tại Kiev. Lực lượng không quân sẽ công bố thông tin chính thức về số lượng và loại mục tiêu trên không bị bắn hạ sau khi họ xác minh thông tin, quan chức Ukraine cho biết thêm. Lực lượng không quân Ukraine đã cảnh báo người dân nước này về mối đe dọa do tên lửa hành trình được phóng từ máy bay Tu-95MS ở phía Đông Bắc. Có mối đe dọa tên lửa hành trình được phóng từ máy bay Tu-95MS tại phía Đông Bắc, đừng bỏ qua các cảnh báo không kích, hãy tới nơi trú ẩn, không quân Ukraine thông báo. Theo hãng tin Pravda, cảnh báo không kích đã vang lên ở Kiev và hàng loạt khu vực trên khắp lãnh thổ Ukraine. Hãng tin TASS dẫn lời các nhân chứng cho biết, ít nhất 5 vụ nổ đã được nghe thấy tại Kiev vào dạng sáng nay. Pravda đưa tin, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm nay đã tới Kiev trong chuyến thăm chính thức. Bộ Ngoại giao Mỹ chưa lên tiếng về thông tin này. Trong những tháng gần đây, Nga liên tục tập kích diện rộng vào Kiev và các thành phố lớn của Ukraine giới chức Ukraine đánh giá Moscow đang thay đổi chiến thuật, tấn công ồ ạt bằng nhiều loại khí tài tầm xa từ nhiều hướng khác nhau. Điều này khiến hệ thống phòng không của Ukraine, đặc biệt là các tổ hợp Patriot do phương Tây cung cấp, để lộ trận địa trước tên lửa Nga. Một quan chức Mỹ nhận định chiến thuật trên của Nga nhằm ngăn Kiev tiến hành chiến dịch phản công quy mô lớn. Tuy nhiên, chiến thuật này cũng tiềm ẩn rủi ro bởi nó có thể khiến Moscow cạn kiệt khí tài chính xác tầm xa, trong khi không thể phá hủy hoàn toàn các hệ thống Patriot của Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận Nga đang theo đuổi chiến thuật tấn công bằng nhiều loại tên lửa, máy bay không người lái từ các hướng khác nhau cùng một lúc và mục tiêu tại Ukraine. Tuy nhiên, ông Zelensky tuyên bố phòng không của Ukraine được cải tiến nhanh hơn khả năng thay đổi chiến thuật của Nga. Nga rút khỏi ngôi làng chiến lược trong cuộc phản công của Ukraine Một quan chức do Nga bổ nhiệm thừa nhận, lực lượng Moscow đã rút khỏi Rabotino tại Zabrychia hơn một tuần sau khi Kiev tuyên bố tái chiếm ngôi làng này trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình, ông Jeffrey Belitsky, quan chức hàng đầu do Moscow bổ nhiệm tại Zavrychia, cho biết quân đội Nga đã rút khỏi Rabotino vì lý do chiến thuật. Quân đội Nga đã rút quân, rút quân vì lý do chiến thuật khỏi khu vực Rabotino vì việc ở trên một địa hình chống trải khi không có cách nào để phòng thủ, nói chung là không có ý nghĩa gì. Vì vậy, quân đội Nga đã di chuyển vào vùng đồi núi, hãng tin ABC rất lời ông Britsky cho hay. Điện Kremlin vẫn chưa bình luận về thông tin này. Trong bản cập nhật tình hình ngày 5 tháng 9, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã để lùi hai cuộc tấn công của Ukraine gần Rabotino, đối phương bị tổn thất về nhân lực và trang thiết bị. Hãng tin Ria ngày 5 tháng 9 dẫn lời ông Vladimir Rogov, người đứng đầu vùng Zabrizhia do Nga bổ nhiệm, cho hay các lực lượng vũ trang Nga gần Rabotino đã để lùi một số cuộc tấn công của quân đội Ukraine. Theo ông, các trận chiến ác liệt giành Rabotino vẫn tiếp diễn, không có bước tiến nào của quân Ukraine trong làng. Ukraine ở ngoại ô phía bắc của làng và trong môi trường đổ nát ở trung tâm, Quân Nga ở phía tây nam, ngoài ra các binh sĩ của chúng tôi đã kiểm soát toàn bộ các điểm cao khống chế phía nam Rabutino và đang hạ gục đối phương tại vùng đất thấp. Tất cả nỗ lực của quân Ukraine nhằm kiểm soát hoàn toàn ngôi làng đều bị dập tắt, ông nói. Ukraine tuyên bố tái chiếm Rabutino hôm 28 tháng 8. Lợi thế khiến Nga dùng Su-34 phóng tên lửa Kinzhan tại Ukraine. Triển khai tên lửa Kinzhan từ Su-34 giúp Nga giảm tải cho phi đội MiG-31K và tăng khả năng tấn công mục tiêu tại Ukraine. Theo chuyên gia phương Tây, hãng thông tấn TASS ngày 4 tháng 9 dẫn nguồn tin trong Bộ Quốc phòng Nga cho biết, ký phi công đầu tiên điều khiển tiêm kích bom Su-34 khai hỏa tên lửa siêu vật âm Kinzhan trong chiến dịch tại Ukraine đã được trao phần thưởng cấp nhà nước. Đây là lần đầu tiên xuất hiện thông tin Nga sử dụng tiêm kích bom Su-34 phóng tên lửa Kinzhan thay cho tiêm kích hạng nặng mig 31 k loại khí tài được thiết kế để mang mẫu tên lửa này. Shetach Koshan, chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Quốc phòng và an ninh hoàng gia Anh Rishi cho rằng gắn tên lửa Kinzhan lên máy bay Su-34 là bước đi hợp lý của quân đội Nga, giúp đa dạng hóa khí tài, đồng thời giảm tải đáng kể cho biên đội MiG-31K. Không quân Nga VKS hiện có ít nhất 10 tiêm kích MiG-31K được hoán cải để chuyên mang tên lửa Kinzhan. Trong trường hợp cần thiết, VKS có thể huy động tối đa 30-35 máy bay MiG-31K Y cho nhiệm vụ tấn công bằng tên lửa siêu vật âm, theo chuyên trang Military Watch của Mỹ. Con số này thấp hơn nhiều so với phi đội 120 chiếc Su-34 đang có trong biên chế VKS. Trên lời càng đáng kể khi Su-34 đòi hỏi chi phí vận hành và bảo dưỡng thấp hơn, tỷ lệ sẵn sàng chiến đấu cao hơn so với dòng MiG-31. Su-34 mang tên lửa Kinzhan sẽ phóng lượng lớn tiêm kích MiG-31 cho nhiệm vụ tuần phòng chiến đấu. Radar mạnh mẽ và tên lửa đối không tầm xa R-37M của MiG-31 luôn là công cụ hữu ích để phong tỏa vùng trời Ukraine, ngăn đối phương cất cánh làm nhiệm vụ. Loại tiêm kích này cũng có thể tham gia mạng lưới đánh chặn tên lửa, Koshan nhận định. Tên lửa siêu vật âm Kinzan là một trong 6 siêu khí tài được Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố vào năm 2018. Tên lửa có tầm bắn 2.000 km và vận tốc tối đa hơn 12.000 km h giờ, Mach 10, gấp 10 lần tốc độ âm thanh. Kinzan có thể mang theo đầu đạn nổ mạnh thông thường hoặc đầu đạn hạt nhân với sức công phá 5-50 kiloton. Trong quá trình phát triển, Nga xác định sẽ trang bị Kinzan cho tiêm kích MiG-31K và dự kiến là oanh tạc cơ chiến lược Tu-22M-3M, còn dòng Su-34 gần như không còn được đề cập. Lý do hàng đầu là tên lửa kim phụ thuộc rất lớn vào tốc độ của máy bay vào thời điểm khai hỏa để kích hoạt động cơ nhằm đạt khả năng tác chiến tối đa. MiG-31K được chọn do nó có tốc độ tối đa 3.000 km h và có thể mang theo tới 9 tấn khí tài. Tiêm kích bom Su-34 cũng có thể mang theo 8 tấn khí tài, nhưng tốc độ tối đa của nó chỉ là 1.900 km h để có thể giúp Kinzan tăng tốc sau khi khai hỏa, Su-34 sẽ phải phóng tên lửa ở góc nhất định. Nếu không quả đạn sẽ không thể đạt được vận tốc tối đa hoặc không bay hết tầm. Nga dường như đã tìm ra biện pháp khắc phục điều này để Su-34 có thể khai hỏa tên lửa Kinzan hoặc chấp nhận một số hạn chế của nó. Với tầm bay hơn 2.000 km của tên lửa Kinzan, cộng với bán kính chiến đấu 1.000 km của tiêm kích bom Su-34, sự kết hợp này có thể giúp Nga tạo ra vùng không kích trong phạm vi 2.500 tới 3.000 km, đủ sức bao trọn không phận Ukraina. Mỗi tên lửa kiên nặng khoảng 4.300 kg, do đó tiêm kích bom Su-34 có thể mang một quả đạn này cùng với các khí tài tấn công và phòng thủ khác khi thực hiện nhiệm vụ. Giới chuyên gia cho rằng khi tiêm kích bom Su-34 đảm nhận công việc phóng tên lửa kiên Phi đội MiG 31 sẽ được giải phóng để tập trung cho nhiệm vụ phòng thủ, nhất là khi bán đảo Crimea đối mặt với ngày càng nhiều cuộc tập kích bằng máy bay không người lái UAV và tên lửa tầm xa. Trước đây, Nga dựa vào số lượng rất ít tiêm kích MiG 31K để khai hỏa kiên khiến chúng luôn bị mạng lưới vệ tinh do thám, máy bay trinh sát điện tử và UAV của phương Tây theo dõi sát sao, cho phép phát hiện hoạt động ngay khi vi cơ cất cánh và cảnh báo cho Ukraine. Việc phóng tên lửa kiên từ Su-34 sẽ hạn chế nguy cơ này gây thêm khó khăn cho nỗ lực dự báo hướng tấn công và mục tiêu của tên lửa siêu vật âm Nga. Khó dự trữ tên lửa Kinzhan của Nga rất hạn chế, nhưng bổ sung lượng lớn máy bay mang phóng sẽ mở ra khả năng tấn công ồ ạt từ nhiều hướng nhằm gây quá tải lưới phòng không Ukraine, nhà bình luận David Hampling của Forbes nêu quan điểm. Bộ Quốc phòng Ukraine hồi tháng 7 nhận định, mỗi tháng quân Nga được bổ sung thêm 10 quả đạn Kinzhan, tăng gấp 5 lần so với trước chiến sự. Giới chuyên gia quân sự phương Tây cho rằng Nga đang sở hữu không dưới 80 tên lửa Kinzhan sẵn sàng chiến đấu. Việc những chiếc Su-34 mang được tên lửa Kinzhan cũng có thể tác động đáng kể tới nhiều khu vực khác, từ Bắc Cực tới Viễn Đông, cũng như Syria và Trung Đông, chuyên gia Cao San đánh giá. Nga lần đầu tiên sử dụng tên lửa Kinzhan hồi tháng 3 năm 2022 tấn công một kho khí tài lớn ở tỉnh ivano frankivsk miền Tây Ukraine. Quân đội Ukraine từng nhiều lần tuyên bố bắn hạ toàn bộ tên lửa siêu vật âm Kinzhan mà Nga sử dụng trong các đòn tập kích thủ đô Kiev. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói rằng Ukraine thường xuyên phóng đại quá mức số lượng tên lửa Kinzhan tập kích vào Kiev